Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hoa Kỳ bán 12 máy bay cho Việt Nam khiến người Nga bối rối và đưa ra cảnh báo nguy hiểm. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của Tin Mới. Hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả nội dung liên quan đến việc Việt Nam mua máy bay huấn luyện tới từ Hoa Kỳ. Như thông tin mà các phương tiện truyền thông đăng tải, tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo bán cho Việt Nam 12 máy bay huấn luyện T-6 Texan 2. Tin này đã khiến cho chúng ta hết sức bất ngờ bởi vì trước đó một năm, cơ quan chức năng hai bên đã thông báo hợp đồng chỉ dừng lại ở mức 3 chiếc theo kiểu mua xã giao. Tuy nhiên, tình hình này đã thay đổi. Nói về sự kiện này, chuyên gia quân sự người Nga đã có bài đăng trên trang Sputnik cho rằng Việt Nam mua vũ khí từ quốc gia nào là quyền tự quyết của họ. Tuy nhiên, ông lo ngại hành động này sẽ khiến Việt Nam phụ thuộc vào Hoa Kỳ và chẳng khác gì tự mua dây buộc mình. Cùng với đó, việc Hoa Kỳ chuyển giao 12 chiếc kéo dài tới tận năm 2027 cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm khi nó mang đầy ẩn ý. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày lại cho các bạn nội dung bài viết đã được đăng tải trên trang Sputnik để xem người Nga họ nghĩ gì về hợp đồng mua sắm này giữa Hà Nội và Washington. Tin từ Moscow, Sputnik trong những năm tới, đổi máy bay huấn luyện của Không quân Việt Nam dự kiến sẽ được cập nhật. Theo báo Tuổi Trẻ Online, 12 chiếc máy bay huấn luyện động cơ tuabin cánh quạt T-6 Texan 2 sẽ được Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam trong giai đoạn 2004 đến năm 2027. Những chiếc máy bay T-6 mới hoàn toàn sẽ góp phần vào quá trình hiện đại hóa chương trình đào tạo phi công cho Không quân Việt Nam trong tương lai. Tất nhiên, phía Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo các nhân viên kỹ thuật giúp cho nhiệm vụ bảo dưỡng và phi công sử dụng máy bay T-6 Texan 2. Rõ ràng, nhu cầu cập nhật đội máy bay huấn luyện cho công tác đào tạo phi công cho Không quân Việt Nam đã chín muồi. Những chiếc máy bay Yak 18 và Yak 52 được trang bị động cơ piston do Liên Xô sản xuất đã lỗi thời và một số bộ phận của máy bay có thể đã bị hao mòn. Tập đoàn Raytheon của Hoa Kỳ chế tạo máy bay T-6 Texan 2 dựa trên mẫu Pilatus PC-9 của Thụy Sĩ. Khác với máy bay Thụy Sĩ, T-6 có thân máy bay dài hơn và buồng lái điều áp. Theo nhiều nguồn khác nhau, kể từ tháng 6 năm 1998, số lượng máy bay T-6 thuộc các phiên bản khác nhau lên tới 900 chiếc. Loại máy bay này đã phục vụ trong lực lượng không quân không chỉ của Hoa Kỳ mà còn cả Vương quốc Anh, Canada, Argentina, Mexico, Maroc, Hy Lạp, Israel, Iraq và New Zealand. Buồng lái của phiên bản T-6 Texan 2 được trang bị màn hình 3 màu đa chức năng, đèn báo góc rộng trên kính chắn gió tương tự như trên máy bay F-16 hoặc F-18. Hệ thống được thiết kế để hiển thị thông tin trên kính chắn gió và không hạn chế tầm nhìn của phi công cũng như buồng lái kính kỹ thuật số với bảng điều khiển và hiển thị dữ liệu chuyến bay UFCP, hệ thống điều khiển kiểu hot start, hệ thống điều khiển bằng tay ga và cần. Máy bay tấn công trinh sát hạng nhẹ AT-6E Wolverine được thiết kế dựa trên máy bay huấn luyện này và đưa vào trang bị vào năm 2021 đã được Hoa Kỳ tích cực quảng bá trên thị trường. Nó được trang bị động cơ mạnh hơn với 1.755 mã lực, ngoài ra còn có ghế phóng thoát hiểm, hệ thống trao đổi chỉ định mục tiêu với máy bay chiến đấu F-36 và A-10 Intruder. Khi yểm trợ cho lực lượng mặt đất, hệ thống cảnh báo tấn công của tên lửa, bộ cảm biến tích hợp máy ảnh màu và hồng ngoại, các thiết bị tác chiến điện tử và một bộ liên lạc và định vị vệ tinh. AT-6E Wolverine có thể mang bom thông thường và bom dẫn bằng laser Pathway, tên lửa không dẫn đường và tên lửa dẫn đường, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, thùng chứa thiết bị trinh sát. Trả lời phỏng vấn của tờ Sputnik, đại tá Maka Asyonkrenko, chuyên gia về sử dụng hàng không trong chiến đấu, tiến sĩ khoa học quân sự lưu ý rằng, ý muốn của giới lãnh đạo quân sự Việt Nam hiện đại hóa hệ thống đào tạo phi công, bao gồm cả đội máy bay huấn luyện là hoàn toàn dễ hiểu. Kế hoạch thay thế đổi máy bay huấn luyện lỗi thời là hoàn toàn hợp lý. Đánh giá về đặc điểm của T-6 Texan 2, tôi có thể nói rằng loại máy bay này rất xứng đáng, phù hợp cho việc huấn luyện phi công ban đầu, cả huấn luyện bay và sử dụng vũ khí như tên lửa và đạn. Hơn nữa, loại máy bay này bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ lâu với số lượng lớn và đang được sử dụng trong lực lượng không quân của một số quốc gia, được trang bị trong một số giải pháp kỹ thuật.
tương tự như các giải pháp được sử dụng trên các máy bay chiến đấu. Các quy định kỹ thuật đặt ra cho máy bay này, độ bền cũng được chứng minh của chúng, sẽ cho phép không quân Việt Nam vận hành ít nhất trong 20 năm khả năng sử dụng hai loại máy bay này như một máy bay tác chiến hạng nhẹ, tuần tra bảo vệ khu kinh tế chống cướp biển, cũng có sự cam dỗ với Việt Nam, ông Maka Ayonenko lưu ý. Theo chuyên gia quân sự Nga, cơ sở hạ tầng sân bay Việt Nam sẽ có hạn chế đáng kể trong việc sử dụng T-6 Tejas 2. Máy bay huấn luyện của Hoa Kỳ được thiết kế để hoạt động trên các sân bay có lớp phủ nhân tạo. Nó chỉ có thể cất hạ cánh trên đường băng bê tông. T-6 khó có thể làm việc một cách đáng tin cậy trên các sân bay nhỏ tại địa phương. Và ở điểm này, nó kém hơn so với đối thủ cùng tuổi của Brazil. Máy bay huấn luyện tấn công hạng nhẹ Embraer EMB-314 Super Tucano. Máy bay Brazil có thể được sử dụng trên các đường băng không chạy nhựa, có cùng mục đích sử dụng và có tải trọng chiến đấu nhiều hơn 200kg so với máy bay Hoa Kỳ. Cuối cùng, EMB-314 Tucano rẻ hơn 1/3 so với T-6 Tejas 2. Tất nhiên, giới lãnh đạo quân sự Việt Nam có quyền đưa ra lựa chọn cuối cùng, tuy nhiên có chú ý đến tính khả thi cả về kinh tế và triển vọng chính trị quân sự. Họ không nên buộc mình vào tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ, một quốc gia luôn có những kế hoạch thâm sâu. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn làm việc với một bên trung lập, với nước Brazil có nền kinh tế đang phát triển chẳng hạn. Với tư cách là chuyên gia quân sự, đồng thời là phi công, tôi sẽ chọn Super Tucano trong số hai loại máy bay này, đại tá Maka Achyonenko nói. Nguy cơ không quân Việt Nam rơi vào tình trạng lệ thuộc về mặt kỹ thuật quân sự gây ra cho tôi sự bối rối không nhỏ. Họ có thể bị mất thăng bằng. Ai có thể đảm bảo rằng trong trường hợp có một số bước đi độc lập với quân sự, chính trị, Việt Nam sẽ không bị trừng phạt và có thể mất khả năng sử dụng các phương tiện bay này. Liệu chúng có bị rút khỏi lực lượng chiến đấu hay không? Chuyên gia quân sự Nga đã cảnh báo cho Việt Nam. Việt Nam đang hướng tới đa dạng hóa hợp tác kỹ thuật quân sự. Tất nhiên, Việt Nam có quyền quyết định hợp tác với ai trong lĩnh vực rất đặc biệt này. Tuy nhiên, ông Maka Ayonenko cho rằng việc chuyển giao T-6 Tejas 2 cho Việt Nam sẽ là một tín hiệu đầu tiên cho thấy rằng không quân Việt Nam chuyển sang sử dụng kỹ thuật quân sự phương Tây bao gồm cả Hoa Kỳ. Thời gian giao hàng kéo dài cũng đáng báo động. 3 chiếc đầu tiên được giao trong quý đầu của năm 2024, 2 hoặc 3 chiếc nữa sẽ được giao vào cuối năm đó, số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. Điều gì ngăn cản Hoa Kỳ chuyển giao 12 chiếc trong vòng 1 năm? Phải chăng ngành công nghiệp máy bay Hoa Kỳ không thể chế tạo chúng nhanh hơn? Tôi không tin. Rõ ràng đây là một thông điệp, chúng tôi sẽ xem bạn cư xử như thế nào. Đây là vị trí chính trị xảo quyệt giúp thúc đẩy đối tác. Nói chung, việc kéo dài thời gian vũ trang không phải là một sự lựa chọn tốt nhất. Nếu phải có vũ khí thì không phải ngày mai, không phải sau một năm, mà ngay bây giờ, chuyên gia Nga lưu ý cho Việt Nam. Các bạn thân mến, có thể thấy chuyên gia Nga đã tỏ ra cảnh giác dùm cho Việt Nam trước việc Hà Nội lựa chọn mua máy bay Hoa Kỳ. Ông cho rằng chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ. Nếu trái ý thì có thể các máy bay này sẽ buộc phải dừng hoạt động. Theo tư vấn của ông thì nước ta nên mua máy bay huấn luyện Super Tucano của Brazil. Ông cũng nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam sớm muộn gì cũng chuyển sang sử dụng các phương tiện bay thế hệ của phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có lẽ ông bạn Nga không hiểu Việt Nam rồi. Việt Nam muốn đa dạng hóa để không phụ thuộc vào ai. Hiện nay, chúng tôi đang phụ thuộc vào Nga rất nhiều loại vũ khí, khí tài, cho nên mua thêm ít máy bay Hoa Kỳ cũng chẳng tới mức phụ thuộc như vậy. Mua thì đôi khi đắt đỏ hơn tí, nhưng thả con săn sắt thì ắt hẳn phải bắt được con cá rô. Mua vũ khí Hoa Kỳ với những loại không mấy quan trọng như máy bay huấn luyện UAV, nếu người Mỹ sẵn sàng bán thì chúng tôi cũng sẵn sàng mua và để khẳng định rằng người Mỹ có thể chuyển giao vũ khí cho Việt Nam mọi lúc mọi nơi. Đây cũng là một cách để răn đe cho ông hàng xóm xấu bụng, vì nếu họ muốn gây sự với Việt Nam, tất nhiên nếu chiến tranh xảy ra, Hoa Kỳ có thể bơm vũ khí cho Việt Nam chống lại Trung Quốc chẳng hạn. Đây là một ẩn ý thâm sâu mà chúng ta có thể không cần phải nói ra. Tất nhiên, việc dọn đường mua vũ khí Mỹ là một dấu hiệu tích cực cho thấy quan hệ đôi bên đang trên đà phát triển. Và chúng ta sẽ hy vọng nó phát triển hơn chứ không tới mức phải cảnh giác và lo sợ như vậy. Việt Nam luôn có sự độc lập và chúng ta sẽ độc lập cho đến từ nay và mai sau.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.